Dạ vâng, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Thì hôm nay em review chia sẻ đến các bác một cặp bánh nhôm Mavic các bác nhé. Thì cái cặp bánh này thì em vừa giã con xe Carrera này ra. Đấy. Giã ra bán lẻ đấy, phụ kiện này, group sườn bánh. Đấy. Các bác nào có nhu cầu cái món gì cứ alo cho em nhé. Thì đây em đi vào cái cặp bánh này trước này. Đấy. Đây là cặp bánh Mavic các bác nhé, cặp bánh Mavic hàng em vừa giã con xe Carrera ra xong. Cặp bánh này như mới luôn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái má nó này, như mới luôn. Sử dụng cối là cối 11, cối 11 dùng được cho Shimano và S-Ram các bác nhé, cối 11 luôn dùng cho Shimano và S-Ram. Đấy. Hàng là hàng chính hãng, em vừa giã con xe Carrera mua bên Nhật về các bác nhé. Đó. Cái bánh này thì không có một cái điểm gì để các bác chê cả, như mới luôn này, tì bật zin này, này. Mayer Mavic này, sử dụng là vỏ ruột rời các bác nhé, xăm lốp này. Hoặc là tubulet đều được, vỏ ruột rời chạy bạc đạn các bác nhé, bánh này chạy bạc đạn như mới luôn, như mới. Đó. Bạc đạn rất là trớn các bác nhé, rất chi là trớn luôn. Cái bánh này là cái dòng bánh nhôm cũng khá là cao cấp của Mavic các bác nhé, bạc đạn cối nổ này. Nan là nan dẹp bảng to. Đấy, lên xe rất là đẹp các bác nhé. Còn này thì cũng xem mấy triệu được các bạn. Dạ vâng, nó ra luôn đấy. Đây là cặp bánh các bác nhé, đây là cái yên này, đây em có một cái yên của gian này. Đấy, yên này thì nó có tích hợp cả cái đèn ở đây các bác nhé. Đây đèn này, đèn hậu này. Đấy. Cái này thì sạc được, sạc đây, lỗ sạc này. Cái yên này của em thì nó cũng rất là mới, nhưng mà nó chỉ có một cái điểm này là nó hơi bị xước một chút này, đây các bác này, phần nhựa đấy các bác nhé, chứ không phải là phần da đâu. Đây, cả đèn luôn. Cái này thì 1.050.000 cho các bác, in của da, ngồi rất là ngon các bác nhé. Với cái đèn này giờ các bác mua hàng xịn của da chiếc linh tinh giờ nó cũng phải 200 mấy 300 rồi các bác nhé. Cái này combo là 1.050.000. Đây cái bộ group R7000 rất là mới này, đó, cái sườn Carrera đó, bán có cả dàn đầu với các bác nhé. Cái sườn này thì cây ngang 50, 1m60, 1m66, 67 đi ok. Đó. Đấy, bác nào có nhu cầu sử dụng cái món gì thì cứ alo cho em. Đấy. Ở đây cặp bánh thì em đi vào chi tiết luôn rồi. Đấy. Còn cái group với lại cái sườn thì để sau các bác nhé. Đấy. Bây giờ cứ bán cặp bánh trước đi. Đó. Với cái yên. Yên thì 1.050.000. Đó. Bánh này thì các bác alo cho em nhé. Số điện thoại 0936 525 998. Số này thì đăng ký cả Zalo các bác nhé. Rồi, em xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Chào các bác.